bạn muốn chuyển dữ liệu từ Windows Phone sang Android, các bạn dùng một ứng dụng đó là Smart Switch. Các bạn vào CH Play, bạn tìm kiếm ứng dụng đây, Smart Switch nhé, Smart Switch này. Đây, đặt. Các bạn lưu ý đây là chỉ có trên thiết bị Samsung thì ta mới cài được, nó chỉ hỗ trợ cho Samsung. Trên Windows Phone ta cũng phải tải cái ứng dụng đấy trước về. Đây mình đã tải sẵn rồi, cũng là ứng dụng Smart Switch. Trên Windows Phone chỉ có tác dụng để giúp kết nối giữa hai máy thôi, chứ không thể chuyển từ Samsung sang Windows Phone được, mà là chỉ từ Windows Phone sang Samsung thôi. Đây, Smart Switch đây, mình cũng đã tải sẵn rồi. Đấy, cái này đã thành công. Ta khởi động ứng dụng lên nhé, ban đầu. Đấy, ta chọn là không dây nhé. Chọn thiết bị của Samsung là thiết bị nhận này. Đấy, chọn là hệ điều hành. Đây này nó có iOS này, Android này, BlackBerry và Windows Phone. Ta chọn Windows Phone. Đấy, các bạn đọc kỹ nhé, 1, 2, 3 này. Đấy. Đây là ở trên thiết bị Samsung nó sẽ phát ra tên mạng Wi-Fi và mật khẩu. Thì ta tiếp tục này. Ở trên thiết bị Windows Phone. Đấy, nó sẽ dò ra, các bạn nhìn thấy chưa? Đây này. Đấy, ta chọn này. Đấy, ta có mật khẩu ở dưới vào 8855 2277. Xong. Đấy, như thế này đã kết nối thành công. Ta quay lại, bắt đầu thiết bị Windows Phone đang ở chế độ chờ kết nối. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, trên thiết bị Windows Phone này ta có thể chuyển được rồi, danh bạ này, ảnh này, nhạc, video. Đấy, thì ở đây thì để cho nhanh thì mình chỉ chuyển danh bạ thôi, còn ảnh, nhạc với video thì mình không chuyển. Đây thì mình bỏ ảnh này, bỏ nhạc này, bỏ video này. Đấy, chỉ có danh bạ thôi nhé. Ta bắt đầu chuyển. Trên thiết bị Android ta ấn nhận này. Đấy, đã thành công. Đấy, thế là hoàn tất rồi. Đấy, trên thiết bị Samsung là bắt đầu lưu vào trong máy. Rồi, ok. Ta vào phần danh bạ này, ta kiểm tra này, ok chưa? Đấy, danh bạ bên đằng này xem nào. Danh bạ. Ok chưa? Đấy, các bạn nhìn thấy hai cái danh bạ giống nhau chưa? Đấy, đấy. Đấy, một cái này hơi to. Rồi, ok. Đấy nhé các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn.